Cho dù cách xa vạn dặm, nhưng mà nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Mình đã ăn cơm gạo nàng hương chờ đào rồi. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo nàng hương chờ đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuonchoadao.com. Dương Thảo xin chào các bạn. Một lần nữa chúng ta lại có cơ hội và có dịp để tâm tình với nhau. Hôm nay là chuyện bên lề lần thứ 440. Cái tâm tình đầu tiên là báo tin vui cùng các bạn là Việt Thảo đã được mời để làm một cái show trên truyền hình có tên là Tonight with Việt Thảo. Chương trình này một tiếng đồng hồ cứ mỗi thứ ba, và chương trình phát sóng đầu tiên sẽ là vào ngày 9 tháng 2 tới đây, tức là sau cái mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết là ngày thứ hai, 8 tháng 2. Và sau đó một ngày, tức là nhằm mùng 2 Tết, thì chương trình sẽ được phát sóng. Tonight with Việt Thảo sẽ được phát trên hai đài truyền hình. Một là Việt Face TV. Đài thứ hai đó là S Channel ở Southern California, miền Nam California. Chương trình Việt Face TV sẽ phát hình vào mỗi chiều thứ ba từ lúc 7 giờ chiều giờ California, tức là 10 giờ đêm giờ Đông Bắc Hoa Kỳ. Và đài S Channel sẽ cũng phát hình vào thứ ba, nhưng mà đó là lúc 9 giờ đêm giờ California. Tonight with Việt Thảo, một chương trình đặc sắc, hấp dẫn, bất ngờ và đầy thú vị, lần đầu tiên được giới thiệu đến quý vị khán giả của đài truyền hình Việt Face trên hệ thống DirecTV Channel 2076. Với sự dẫn dắt tài ba của MC Việt Thảo, sẽ là nhịp cầu nối cho quý vị khán giả cùng trò chuyện với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng mà quý vị yêu thích, với nhiều tiết mục vô cùng mới lạ mà chính quý vị sẽ được trải nghiệm. Hãy tham gia đặt câu hỏi với những ca nghệ sĩ và quý vị sẽ có cơ hội thắng giải với nhiều phần quà hấp dẫn từ chương trình. Tonight with Việt Thảo sẽ được phát sóng mỗi thứ ba hàng tuần vào lúc 7 giờ tối giờ Cali, bắt đầu từ ngày 9 tháng 2 trên đài truyền hình Việt Face trên hệ thống DirecTV Channel 2076. Mọi thông tin chi tiết và góp ý xin email về tonightwithvietthao@schannel.com. Rất mong sự quan tâm và ủng hộ của quý vị khán giả. Chương trình Tonight with Việt Thảo xin trân trọng kính mời. Hy vọng rằng đây là một chương trình là một cái nhịp cầu nối giữa không phải riêng anh chị em nghệ sĩ và những người mà chúng ta muốn biết đến, hay là những người chúng ta đã biết rồi mà người ta nói những điều mà mình chưa từng biết. Chương trình có thể chỉ là một sự cộng tác trong một thời gian ngắn hạn nếu chương trình không mang đến niềm vui hay một ích lợi cho khán giả. Chương trình sẽ được kéo dài và sự cộng tác của Việt Thảo với các đài đó sẽ lâu dài hơn nếu được sự ủng hộ của khán giả xem và cho biết ý kiến, để chúng ta có thể thay đổi cũng như up to date những cái tin tức cần thiết cho khán giả thượng ngoạn khắp nơi. Nhớ nha các bạn, thử đón xem cái chương trình Tonight with Việt Thảo ở trên S Channel ở Southern California và trên Việt Face TV Nationwide của Hoa Kỳ. Ok, chuyện bên lề lần thứ 440 tâm tình hôm nay xin được báo tin với các bạn, và là vào dịp Tết Nguyên Đán này, Việt Thảo sẽ có mặt ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trong một chương trình ca nhạc để đón mừng năm mới trong 3 ngày liên tục là thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Hai. Thứ Hai là ngày mùng 1 Tết, các bạn nhớ nha, ngày 8 tháng 2 ở tại Thiền viện Minh Đăng Quang ở thành phố Telford. Thành phố Telford là một cái thành phố từ Philadelphia đi vào khoảng cỡ chừng 1 tiếng đồng hồ lái xe, thuộc tiểu bang Pennsylvania. Như vậy thì đồng bào miền Tây Đông Bắc Hoa Kỳ năm nay có dịp để chúng ta tập trung về Thiền viện Minh Đăng Quang trong 3 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Hai để tham dự một cái lễ hội mừng xuân năm Bính Thân 2016. Thì lần này đó, các ca sĩ về chúng ta như ở trong poster thấy có Linh Tâm nè, Phùng Ngọc Huy, rồi có Vũ Luân, có Phương Hồng Quế, rồi Phương Hồng Thủy, Đặng Thế Luân, rồi Alex Châu, Phương Thúy, Thành An, Bảo Đệ, Thiên Kim, Phạm Tuấn Anh, Đan Phương. Yeah. Và trên một cái câu hiệu của Sư Minh Đẳng đưa ra là đón Tết, đến nhà vui hạnh phúc, mừng xuân về,
Tam Bảo mãi thịnh hưng. Mời các bạn nhớ đến tham dự chương trình Mừng Xuân Bính Thân 2016 ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 8 tháng 2 năm 2016, tức là nhằm ngày 28, 29 và mùng 1 Tết năm Bính Thân. Chương trình vui xuân nè, có múa lân đốt pháo, có lì xì cho em nhỏ, có ẩm thực chay hái lộc Phật đầu năm, rồi có sổ số trúng thưởng, và đặc biệt năm nay ngang với chiếc xe Toyota Corolla đời 2016. Cùng với chương trình vui xuân gợi nhớ Tết quê hương, giá vé trúng thưởng may mắn đầu năm là $20. Nhớ nghe các bạn, cái chương trình này được bốc thăm vào ngày mùng 1 Tết, tức là vào ngày thứ hai. Các bạn không cần phải đến tham dự cũng có thể trúng thưởng sau khi mua vé số xong nha. Cái thăm trúng thưởng này coi như $20 để chúng ta có được chiếc xe Toyota Corolla đời 2016. Ok, chỉ cần ghi tên và số điện thoại trên cùi vé số, khi Việt Thảo bốc thăm thì cái lô trúng đó sẽ được gọi đến tận nơi nếu các bạn không có mặt. Ok, đó là tin về ngày hội xuân Tết năm nay. Việt Thảo sẽ có mặt ở đó liên tục 3 ngày. Việt Thảo lại không có mặt ở nhà nữa rồi. Ok, trong chương trình là lần thứ 440 hôm nay, chỉ một tin tức duy nhất để chúng ta kịp up to date, tức là cập nhật theo dõi thông tin về vấn đề 3 người tù vượt ngục ở miền Nam Orange County. Thì theo tin tức cho biết được là 3 tù nhân ở California đã ở trong tay của cảnh sát rồi nha. Thành ra các bạn ở miền Nam California, miền Bắc California, nói chung là mọi người yên tâm là 3 người tù nhân này đã bị bắt hết rồi nha. Thì đây là bản tin. Hai tù nhân đào thoát khỏi một nhà tù ở Nam California, Mỹ đã bị bắt hôm nay, một ngày sau khi một kẻ vượt ngục thứ 3 đầu hàng cảnh sát. Người đầu hàng cảnh sát đó là Bắc Dương, đã đầu hàng rồi. Hussein Najari, 37 tuổi, và Jonathan Tiêu, 20 tuổi, bị bắt gần công viên Golden Gate ở San Francisco sáng ngày 30 tháng 1. À, đúng rồi. Cảnh sát cho hay Tiêu là một thành viên của một băng đảng tội phạm gốc Việt và đang chờ ra tòa vì tội giết người. Theo cảnh sát trưởng quận Cam, vụ bắt giữ được thực hiện sau khi một người phụ nữ ở thành phố trên báo cho cảnh sát biết rằng bà nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng mà hai kẻ đào tẩu tuần trước sử dụng. Một ngày trước đó, Bắc Dương, 43 tuổi, đã đầu hàng cảnh sát ở Santa Ana, cách thành phố San Francisco 604 cây số về phía nam. Người đàn ông gốc Việt này đã nhờ một nhân viên tại một cửa hàng bán phụ tùng ô tô gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Chính quyền liên bang Hoa Kỳ trong hơn 15 năm qua đã không thể trục xuất Dương về Việt Nam. Ông ta đã sống ở Mỹ từ năm 1991 và kể từ đó Dương từng bị bắt giữ về tội trộm cắp, bạo lực gia đình, cướp giật và ăn cắp ô tô. Ba người đàn ông đã đào thoát khỏi nhà tù được canh phòng cẩn mật ở Santa Ana, California vào sáng 22 tháng 1. Nhưng phải sau 15 tiếng đồng hồ sau thì giới hữu trách mới biết về vụ vượt ngục. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1988 xảy ra một vụ vượt ngục ở nhà tù này. Hôm 28 tháng Giêng thì một giáo viên dạy tiếng Anh tại nhà tù ở Nam California đã bị bắt vì bị tình nghi giúp ba tù nhân, trong đó có nghi can giết người vượt ngục. Bà Nusafarin Ravaki, 44 tuổi, ở Lake Forest đã bị bắt gần một tuần sau khi các phạm nhân trốn thoát khỏi nhà tù bằng cách là cắt chắn song sắt trèo qua đường ống leo lên mái, cắt dây thép gai, sau đó sử dụng dây bệnh bằng ga trải giường để trèo xuống. Đây là bản tin theo Reuters và AP. Như vậy thì mọi việc đã xong xuôi hết rồi, mọi người yên tâm nhé. Thì ba người này cũng được giam lại ngay cái tù cũ nhưng mà chia ra. Ok, lần này chắc khó trốn nữa rồi nha. Bây giờ chuyển bên lại lần thứ 440 trong phần tâm tình với các bạn, thì có một cái email của anh Trí ở Cao Nguyên Supermarket ở Oklahoma đã gửi đến cho Việt Thảo với cái chủ đề là "Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời". Thì trong cái email này có ghi một cái lời nhắn là "những suy tư cuối năm". Được gửi từ anh Trí Lương nè, có gửi qua Hiệu Húa nè. Đây là những câu nói hay như thế nào, mời các bạn cùng nghe. Thì tôi nghĩ rằng anh Trí đây là cái người coi như là tổng đại lý công ty để mà phân phối gạo Hiệu Nàng Hương Chợ Đào Con Nai Bao Bố mà Việt Thảo từng hay giới thiệu đến các bạn ăn ngon đó. Nói đây là mới nhớ luôn là nhân dịp Tết năm nay ở tại Thiền Viện Bình Đăng Quang ở thành phố Telford, tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, thuộc tiểu bang
Pennsylvania. Thì các bạn nhớ nghe, đến chúng ta có 800 bao gạo hiệu Nàng Hương chợ đào con nai bao bố sẽ được phân phối đến các bạn, coi như là hạt ngọc đầu năm đến với chúng ta để ăn lấy lộc đầu năm nhé. Gạo thì ăn ở đâu cũng là gạo, mua đâu cũng là gạo, nhưng mà gạo đầu năm từ chùa chúng ta mang về nhà ăn coi như là mình có cái lộc đầu năm. Nhớ nghe các bạn nha, vào ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai, tức là 6, 7 và 8 tây tháng 2 ở tại Thiền viện Minh Đồng Quang có gạo Nàng Hương chợ đào để chúng ta đem về làm cái lộc đầu năm để ăn. Những câu nói hay như thế nào, mời các bạn. Ớt dù cay vẫn ăn cả vỏ, chuối dù ngọt cũng bỏ vỏ ngoài. Có những quy luật tự nhiên của tạo hóa mà ta không thể không thừa nhận. Vì vậy, hãy bước tiếp. Dù đã từng vấp ngã, hãy hy vọng. Dù đã từng thất vọng, hãy mỉm cười. Dù nước mắt từng rơi, hãy thật lòng. Dù từng bị lừa dối. Hay quá phải không nè? Ok, tiếp tục. Bây giờ ở đây là cái hình ảnh của cái chữ tâm. Tâm như thế nào? Đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở, biết khoan dung và khắc phục tâm mình, trải lòng từ đến khắp cả nhân sinh, để từ đó vườn hoa tâm hé nở. Ồ đẹp quá, ồ hé mở, tâm hé mở nghe, chứ không phải nở, tâm hé mở, để từ đó vườn hoa tâm hé mở. Ok, một phần khác là sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu là gì? Tình bạn càng đông càng vui, còn tình yêu thì chỉ cần 3 người thôi là đủ giải tán. Riêng việc Thảo qua cái câu này thì xin sửa lại chút xíu như thế này. Sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu là tình bạn càng đông thì càng vui, còn tình yêu thì càng đông thì càng mất vui. Ok, bây giờ cái phần kế tiếp là gì đây? Lửa đã tắt làm sao cháy lại, chia tay rồi mãi mãi là xa. Trời hết mưa chưa hẳn đã nắng, kết thúc rồi chưa hẳn đã hết yêu. Hay quá. Wow. Lửa đã tắt làm sao cháy lại, khó lắm mà nghe. Mà chia tay rồi mãi mãi là xa. Trời hết mưa chưa hẳn đã nắng, quên năm u hoài à. Nhá, hết mưa nhưng nó vẫn âm u. Kết thúc rồi chưa hẳn đã hết yêu. Hay. Và đây là hình ảnh tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. À, có lẽ cái hình ảnh này mà Hi Trí đã đưa ra để làm cái chủ đề cho cái email gửi cho Việt Thảo. Hay quá. Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, hình ảnh của ông lão và bà lão. Bà lão chống gậy đi. À, đây cũng độc đáo quá, thường quá. Đây là hình ảnh của cụ già, hai cụ già. Bà cụ đưa tay cho cụ già hôn và bà cụ cười một cách thoải mái, sảng khoái. Ôi, cha hạnh phúc vô cùng. Trong cánh mắt tình tứ của ông cụ nhìn bà cụ ha. Bà chỉ cần nắm tay tôi, bao nhiêu cay đắng cuộc đời tôi lo. Thì bà cụ mới trả lời rằng, chỉ cần ông cứ hẹn hò, hoàng hôn bến cũ, con đò để tôi. Thương quá là thương. Rồi đây một hình ảnh mới. Thời gian trôi qua, tôi không thấy mình mất đi người bạn nào cả. Tôi chỉ thấy ai mới thực sự là bạn của tôi mà thôi. Quá hay. Thời gian trôi qua, tôi không thấy mình mất đi người bạn nào cả. Người bạn vẫn là người bạn nhé, vẫn là cái người đó vẫn còn. Nhưng mà tôi chỉ thấy ai mới thực sự là bạn của tôi mà thôi. Bạn là bạn nhưng mà thực sự là bạn khó tìm. Ok, trong cuộc đời này gặp được nhau đã là một cái duyên. Có những người chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến ta lưu luyến mãi không thôi. À, đây một hình ảnh khác cũng dễ thương quá. Hai người lớn tuổi, ông cụ hung bà cụ trên trán. Là mối tình đầu của ai đó thật tuyệt, nhưng nếu mối tình cuối của họ thì còn tuyệt vời hơn. Ai cha, cái câu này thầm thi quá, không dám nói. Rồi một cái câu khác, hình như có cái dấu chấm hỏi hay vậy, cái người ngồi suy tư. Dạ, chấm than hay chấm hỏi. Nhìn qua ánh mắt nụ cười, làm sao biết được lòng người cận sâu. Trước mặt giả giả chào chào, sau lưng biết có phần nào thẳng ngay. Lòng người chẳng đắng thì cay, trắng đen lẫn lộn, ai ngờ được đâu. Thiệt là xứng đáng những cái câu. Đây, hình ảnh, cái con đường và một em bé đi nhìn về phía trước.
nhìn con đường phía trước cứ ngỡ đường còn xa, nhìn con đường đã qua, thấy đường đời ngắn ngủi. Thiệt là những câu rất hay. Ok, đây là một cái câu khác. Sống phải biết mình là ai. Cái này hay nghe các bạn nghe. Sống phải biết mình là ai. Đừng vì sĩ diện mà làm khổ cha mẹ. Đừng vì tiền bạc mà bán rẻ lương tâm. Đừng vì hư danh mà khinh mạt người đời. Đừng nghĩ mình khôn ngoan mà lọc lừa dối trá. Đừng nghĩ mình tài giỏi mà kiêu ngạo biến lười. Sông có khúc, người có lúc. Gieo thiện báo thiện, gieo ác gặp ác, gieo tình gặp tình. Thiệt là hay, cảm ơn Hi Trí nha. Những cái câu này thiệt là hay luôn. Đương nhiên các bạn có thể gặp nhan nhản khắp nơi. Có người lấy ra một câu, có người nhiều câu. Nhiều câu có thể còn hay hơn nữa. Khắp nơi hết, chúng ta không có dịp sưu tầm. Cảm ơn Hi Trí đã sưu tầm và gửi về để chúng ta chia sẻ cho nhau. Lần này trong chương trình là lần thứ 440. Ok, bây giờ tâm tình với các bạn qua thư tín nè. Cái phần này thiệt là khổ tâm. Cái khổ tâm là tại vì mỗi người mỗi ý khác nhau. Cho nên ngay cả mỗi người một cái lập trường khác nhau, một cái quan điểm khác nhau nha. Cho nên cái sự trả lời nó khó lắm. Nói làm sao mà cái người nghe họ nhận được và họ thấy được. Ngay cả những người khác nghe câu chuyện này, nghe cái trả lời này, làm sao đồng cảm được với mình. Cái lập trường là cái nơi mình đứng nha. Cái chỗ của mình ở đâu, cái quan điểm là cái cách nhìn. Thí dụ một người ở Việt Nam và một người ở Mỹ, hai cái lập trường khác nhau rồi, khó có cùng một cái quan điểm. Cho nên bên này dãy Pyrenees là chân lý, bên kia là sai lầm. Mời các bạn cùng tâm tình vì Việt Thảo ngày hôm nay trong chuyện Minh Lệ 440 của Julie Nguyễn. Xin chào chú Việt Thảo. Gần đây con có nghe và nghiên cứu về tổ nghiệp. Như vậy thì đây cũng là có thể là một người ở trong giới nghệ sĩ. Dùng cái chữ tổ nghiệp. Con muốn biết đã có khi nào chú bị tổ phạt chưa? Và chú có tin là tổ nghiệp luôn luôn phù hộ cho những người nghệ sĩ giống như chú đây? Rất nhiều người ở trong nghề không tin tổ nghiệp. Bản thân con rất là tin về tổ nghiệp. Vì cái nghề này cần rất nhiều niềm tin. Đó là lý do tại sao nghệ sĩ luôn luôn hết lòng với nghề. Và vì đây chúng ta gọi nó là cái nghiệp. Con rất muốn biết chú nghĩ về cái nghiệp như thế nào. Cái nghiệp này như thế nào. Tại vì chú là một trong những người đầu tiên cho con có được cái hướng đi đến cái nghiệp này. Con mong chú trả lời cho con. Cảm ơn chú. Tôi biết trước những cái lời tôi tâm tình ở đây, có thể có nhiều anh chị em nghệ sĩ sẽ không đồng ý. Là tại vì những anh chị em nghệ sĩ đó, họ đã có cái suy nghĩ như vậy rồi. Cái suy nghĩ của Việt Thảo hoàn toàn phóng khoáng, thoải mái, không có bị ràng buộc vào trong một cái lề thói hay một cái đạo đức, một cái xã hội cộng chặt như thế nào. Tôi nói hoàn toàn theo cái suy nghĩ cá nhân của mình. Nếu thật sự con xưng là con phải không? Chứ bằng chú. Nếu con thật sự vì chú mà con đã đi vào cái nghiệp này, thì chú khuyên con nên bỏ cái nghiệp này để đi ra. Và quên đi chú để đừng có vào cái nghiệp này nữa. Nếu mình làm văn nghệ, mình làm công tác văn nghệ, mình đem cái khả năng, cái tài năng của mình trong cái nói, trong cái ca hát, trong cái diễn xuất, hay là trong một cái bộ môn nghệ thuật nào đó mà chúng ta có khả năng đóng góp, mà cho rằng đó là cái nghiệp, thì đừng làm. Như vậy thì rõ ràng mình làm là mình bị vì cái nghiệp nó bắt buộc mình làm. Hết hay rồi. Bước chân ra khỏi cái nghiệp đi. Chúng ta đến với văn nghệ, chúng ta đến với nghệ thuật là chúng ta đem cái tài năng của mình phục vụ, đem cái niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho mọi người. Chứ không phải vì ai bắt buộc cả. Nếu mình đam mê, mình thích, đó là sự đam mê của mình. Rồi, trong khi công việc làm nó liên tục. Vì nếu bây giờ xin lỗi nha, có nhiều người nói ôi thằng này không có nghiệp với cái ngành này đâu, cái nghiệp này đâu, nó dồn thời gian bị văng ra tại vì tổ phạt nó, hay là tại vì nó không tin tổ nghiệp. Đó là cái cách người ta nói thôi. Nếu còn có tài năng, có khả năng, chúng ta sẽ còn tiếp tục đi hoài cho đến hết cuộc đời. Đến khi nào cái tuổi tác mình lớn và mình không còn đủ cái khả năng như lúc trẻ nữa thì lúc đó chúng ta chấm dứt nhé. Còn nếu chúng ta thật sự không có khả năng thì chấm dứt sớm lắm.
bây giờ đặt vấn đề có tổ nghiệp hay không. Và nếu tin vào tổ nghiệp thì như thế nào, không tin như thế nào, tổ nghiệp có trừng phạt mình hay không. Hãy nghe cái câu chuyện mà Việt Thảo tâm tình ở đây liên quan đến một cái khác nữa. Tôi nói vấn đề Phật giáo và Công giáo. Thí dụ bây giờ nói về Phật giáo thôi, thì cái người Phật tử họ tin vào Phật nhé. Họ thờ cúng Phật, họ vái lại Phật, họ cầu xin Phật, họ tin vào Phật. Bây giờ nếu họ không tin Phật, ông Phật đâu có bóp cổ người đó chết đâu. Phật chỉ là cái hình tượng của Phật, là cái tượng Phật thôi, không có cử động được. Nhưng ông Phật đã nhập Niết Bàn từ lâu lắm rồi, hơn 2000 năm trước rồi. Khi mà tin vào Phật thì mình sẽ làm những điều Phật dạy, ở hiền, giới luật, rồi không sát sanh đủ chuyện hết, thì như vậy con người nó tốt hơn. Mình không tin, có thể mình làm những điều xấu hơn. Bên Công giáo cũng vậy, niềm tin đức tin đối với Chúa là con cái Chúa, mình làm những điều tốt. Mình không tin vào Chúa, có đôi khi mình làm những điều không được tốt. Mình còn sợ Chúa, mình còn sợ Phật mà. Cho nên cái tổ nghiệp đối với người nghệ sĩ cũng vậy. Nếu chúng ta tin vào thì cái người nghệ sĩ đó khi đã đặt niềm tin thì họ sẽ sống có đạo đức, có phong cách, ngay cả trên sân khấu và ngoài đời cũng vậy. Còn nếu không tin thì họ sống theo họ mà, đúng không nè? Nhưng mà nói rằng tổ nghiệp có khi nào bị phụ nghệ xuống rất nhiều người tổ nghiệp đó xuống à, con có muốn biết đã có khi nào chú bị tổ phạt chưa? Ông tổ nào phạt đệ tử đâu, không có. Mà bây giờ vấn đề mình trở ngược lại, tổ nghiệp của người nghệ sĩ là ai? Người ta nói rằng người nghệ sĩ không bao giờ đi cho tiền người khác, tại vì tổ của người nghệ sĩ là ăn mày. Đó là mình cho như vậy nha. Bây giờ theo chú nè, nếu bây giờ một người ca sĩ có ông thầy dạy, thì cái người dạy đó là thầy của người ca sĩ đó. Rồi cái người thầy của ca sĩ đó, nếu mà ông biết hát, hát cho mình dạy đó, thì ông cũng được người khác dạy là thầy của ông thầy, là sư tổ của mình. Và cao hơn nữa, coi như là tổ của mình. Hồi xưa, không biết có thật sự một cái người ăn mài đã dạy cho một cái người nào về ngành ca hát hay làm điện ảnh không? Chắc không có. Nhưng người ta quan niệm người ăn mài là tổ nghiệp của giới nghệ sĩ là ở chỗ này. Khi người ăn xin, ăn mài ở ngoài đường, họ phải hóa trang, họ phải giả dạng, họ phải diễn xuất, họ phải đủ chuyện hết để họ kiếm được miếng ăn. Thí dụ như bây giờ họ khổ, họ làm cho khổ hơn, họ đói rách, họ làm đói rách hơn, họ năn nỉ ỉ ôi, hay họ là phải diễn xuất, nói chung như vậy để chi? Có khi những người thật sự nha, đói khổ thật sự, nhưng mà cũng có khi phải diễn xuất mới có miếng ăn được. Thì người nghệ sĩ cũng vậy, phải tô son trét phấn, phải mặc đồ cho đẹp hay mặc đồ tùy theo hoàn cảnh, rồi phải ca, phải hát, phải diễn để có được miếng ăn. Cho nên từ đó người ta quan điểm rằng tổ nghiệp của người nghệ sĩ là ăn bạc. Rồi, bây giờ đã nói rằng tổ nghiệp, cho nên mỗi lần trình diễn show hay là có chương trình, người ta thường hay lập cái bàn thờ trên đó cúng tổ nghiệp của mình. Thì cái người nghệ sĩ khi đến họ thắp nhang, họ cúng tổ nghiệp, họ có cái niềm tin vào tổ nghiệp. Chính cái niềm tin đó tạo họ tin tưởng vào bản thân của họ, họ diễn xuất thoải mái tuyệt vời. Thường thường chúng ta lên sân khấu mà lơ đễnh là bị rớt liền à. Nhé. Còn khi họ đã gian giái với tổ nghiệp rồi thì họ có niềm tin, chính cái niềm tin đó làm cho họ diễn xuất thật hay và trọn vẹn vai trò. Rồi có lần mà diễn mà lỡ trục trặc tới, ô mày bị tổ phạt là tại mày không tin tưởng tổ, hay là không phải đâu. Nhé. Chính vì cái chỗ không tin tưởng tổ, mình có thể bị cái tiếng nói hay bị một cái tâm lý. À, cho nên mình có cái sự sơ suất hay là không còn tin tưởng vào cái bản thân của mình. Cho nên người nghệ sĩ thường thường đi lại thắp nhang, giái tổ để tạo cái niềm tin để mà trình diễn. Tôi nói với tất cả cái sự suy nghĩ của cá nhân, mong các đồng nghiệp đừng có gì cái này mà phê phán Việt Thảo. Tôi biết anh chị em có những suy nghĩ khác lắm, chứ không giống như Việt Thảo đâu nha. Tôi đây tôi nói trên cái tâm tình của cá nhân mình. Cho nên ông tổ không bao giờ phạt đệ tử mình đâu, không có. Mà chính mình tự phạt mình vì mình không đặt niềm tin vào tổ. Bây giờ đừng nói nếu không có tổ đi chăng nữa, nếu mình đặt hết sức niềm tin của mình, cái khả năng của mình, thì mình vẫn có thể thành công được. Chứ không có ông tổ nào phạt mình nha. Chính mình phạt mình vì mình sơ suất hay mình không tự tin trong vấn đề diễn xuất của mình. Ok.
Còn khi mà cái chuyện xảy ra tôi muốn đổ thừa vô lịch giống như thầy bói mà nha. Rồi, còn cái quan điểm cho rằng tôi là nghệ sĩ cho nên tôi không có bố thí được là tại vì tôi là ăn mài, tổ của tôi ăn mài. Cái đó chỉ là một cái cách nói thôi. Nó giống như người ta nói, ê, tặng dao nghe, phải trả tiền nghe, coi như mua. Chứ không thôi tặng dao là cắt đứt tình bạn. Có bao nhiêu người tình bạn cắt đứt có bao giờ tặng dao nhau đâu. Phải không nè? Cũng như có người nói tuổi khỉ nè, năm nay tuổi thân nha. Tuổi thân là mình thân phận, mình tuổi hổ lắm. Cho nên cái đời, cái người tuổi khỉ năm nay là tuổi của mình khổ lắm. Không có. Nội cái chữ nó đã khác. Tuổi thân là tuổi con khỉ. Còn cái tuổi kia là không có chữ ô, là tuổi hổ, nó khác. Cho nên, cái người nghệ sĩ vẫn có thể cho tiền người ta được. Vẫn có thể bố thí được. Là tại vì chính bản thân ăn mài, tức là ông tổ của mình, họ cũng đã bố thí cho nhau, ăn mài cho ăn mài mà. Họ cũng đùm bọc lẫn nhau. Cho nên cái sự việc người nghệ sĩ cầm tiền để làm từ thiện hay cho người khác, đó là sự đùm bọc lẫn nhau, chứ không phải là bố thí. Cho nên người nghệ sĩ vẫn có thể cho tiền người khác, vẫn có thể bố thí được. Bây giờ tôi, thí dụ nếu là nghệ sĩ gặp một người ăn xin vẫn cho tiền được. Đây là sự đùm bọc lẫn nhau. Còn nếu mà nhiều, có anh em mà cho rằng dịnh cái cớ là cho rằng ê tôi lặng mài nghe tôi không được cho tiền ra, cái đó tại họ muốn giữ cái tiền lại thôi. Nói chơi cho vui, xin cảm ơn. Như cái sự phân tích vừa qua thì mong rằng con đã hiểu được cái tâm ý của chú gửi gắm đến con nha. Tổ nghiệp hay không, nếu có tổ tốt, giống như người Phật tử có Phật tốt, người Công giáo có Chúa tốt. Nếu trong trường hợp con không có cũng tốt, không sao, nếu con hiểu được vấn đề. Có nhiều người có Phật nha, tin tưởng Phật, theo Phật, nhưng mà làm việc không đúng lời Phật dạy. Có những con chiên của Chúa đi nhà thờ mỗi tuần, nhưng mà việc làm không đúng theo ý Chúa. Còn hơn nha, còn hơn nói cái này tôi xin lỗi trước, không có được đụng chạm. Thà rằng mình không có Phật mà mình làm những điều Phật dạy à, nhưng điều Phật dạy đâu có gì khó đâu. Làm điều lành, làm điều hiền, đừng sát sanh, đủ chuyện hết. Rất bình thường thôi. Nghĩa là sống cho nó đàng hoàng thì nó thiện, thì Phật hay Chúa gì cũng đều có cái ý tốt giống nhau cả. À, cái này nói hồi nó đụng chạm đến vấn đề tôn giáo lớn quá. Thôi, tới đây đủ rồi nha. Xin cảm ơn. Ok, đó là cái vấn đề tổ nghiệp. Hy vọng rằng tâm tình của Việt Thảo không làm xúc phạm đến những anh chị em nghệ sĩ khác. Chúng ta có sự tự do, ngay cả tự do trong tư tưởng, tự do ngôn ngữ. Tôi hay nói hoài, tôi sống ở Mỹ 30 mấy năm trời rồi mà nhiều khi tôi không có tự do, tại vì nói không được. Nói miệng ra là bị chửi liền à. Thành ra lâu lâu tôi hay dẫn cho tôi nói chuyện vô duyên lắm, cái gì tôi nói cũng vô duyên lắm, đừng nghe. Hoặc là nghe ngược lại cho nó có duyên, ok. Cho nên, mình có tổ tốt, chứ không có xấu. Cũng như tin vào Phật tốt, tin vào Chúa tốt. Chúng ta tin vào một cái đấng nào đó để chúng ta làm được điều tốt, cái đó tốt nha. Mình không phản bác điều đó. Còn nếu bây giờ các bạn không tin vào tổ, các bạn có quyền, nhưng mà miễn sao các bạn diễn xuất phải có phong cách, lên sân khấu phải có phong cách của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ phải có đạo đức và tác phong của người nghệ sĩ nha. Phải như vậy thôi, cái đó là quan trọng. Ok, chuyện bên lề lần thứ 440 xin được tiếp tục. Cô Đỗ Ngọc Lễ đã gửi từ iPad của tôi. Cháu rất ngưỡng mộ chú. Cháu cũng mơ ước được như chú, nhưng mơ ước của cháu chắc không bao giờ là sự thật. Cháu rất muốn được gặp chú cũng như ca sĩ Đăng Nguyên. Hi, một người quá đổi bình thường như cháu thì làm sao gặp được, phải không chú? Thấy không? Ngay cái tư tưởng đưa ra nó cũng không trúng rồi. Tại sao? Thứ nhất, mình cho rằng mình là người bình thường không thể gặp được chú hay là gặp được ca sĩ Đăng Nguyên. Như vậy thì chú ngay tối hôm qua nè, gặp biết bao nhiêu người ở trong giáo xứ, ở trong nhà thờ, trong hội chợ xuân tại Baton Rouge, nhà thờ Thánh An Tôn nha. Ca sĩ Đăng Nguyên ngày hôm qua ở nơi nào đó cũng gặp biết bao nhiêu người. Như vậy cháu tầm thường tới cỡ nào? Cho nên cái sự gặp ở đây không có liên quan đến vấn đề người tầm thường hay không tầm thường, mà cái sự gặp gỡ hay không là do cái cơ hội hay cái dịp để mà gặp.
Một ngày nào đó, bây giờ không biết, chú không biết cháu ở đâu. Chứ cháu Việt Nam thì khác, cháu ở bên Mỹ nó khác, cháu Âu Châu nó khác. Thì trong những lần trình diễn gặp sẽ gặp. Còn bây giờ cháu nói rằng nha, cháu muốn rất gặp, được gặp chú cũng như ca sĩ Đăng Nguyên. Nhưng mà vì cháu là người tầm thường không gặp, chú sẽ chứng minh cho cháu thấy rằng cháu là người tầm thường mà vẫn gặp chú được nữa. Nhưng mà nó phải tùy thuộc vào cái cơ hội nữa. Nếu bây giờ cháu ở bên Mỹ nha, hay là ở chỗ nào đó mà tiện, chú sẽ bay thẳng tới gặp cháu. Thì cháu tính sao đây? Phải rút lại cái lời nói cháu là người bình thường. Nhé. Cho nên gặp hay không nó còn cái cơ duyên. Ok. Cảm ơn cháu đã thương chú và chú Đăng Nguyên cũng như ái mộ những nghệ sĩ khác. Nhưng mà nên nhớ, nếu muốn gặp, phải tìm cái cơ hội để gặp. Đơn giản vậy thôi. Nhé. Có người thanh niên nói rằng, trời ơi, tôi sao tới từng tuổi này rồi mà không có người con gái nào để ý tôi. Con bà nó tối ngày trốn ở trong nhà không gặp được một cái cô hết, sao người ta thương? Ai biết tới thương? Không ai biết mình hết. Ok, chị Minh Lê lần thứ 440 được trong phần tâm tình với các bạn của Tuấn Quỳnh. Trong chị Minh Lê số 437 xuất bản. Trời ơi, nghe chữ xuất bản hết hồn. Thật sự cái chữ này cũng đúng. À, chuyện Minh Lệ 437 đã được đăng tải ở trên Facebook, trên YouTube, đại khái vậy. Ngày 23 tháng 1 năm 2016, có một thanh niên có comment nói chú giả tạo và ghét chú. Còn có thấy chú trả lời comment rằng chú biết tại sao thanh niên đó ghét chú. Con rất quý mến chú và con cũng chẳng hiểu tại sao người đó có lý do gì để ghét chú Thảo nữa. Sống khó vừa lòng thiên hạ quá phải không chú? Chú có thể cho con biết lý do mà chú nghĩ là người đó ghét chú là gì được không? Và chú có suy nghĩ gì về chuyện đó? Chú có buồn không? Còn mong sớm nhận được câu trả lời hồi âm sớm nhất của chú Việt Thảo. Tất cả những cái gì chú trả lời trên YouTube và ở trong cái chuyện bên lề số 437, trong cái phần comment ở dưới đó, thì nếu đọc kỹ hết nha, nếu mà các bạn vào đọc kỹ từ đầu tới cuối cái lời comment của người đó, rồi sự trả lời của Việt Thảo, rồi những cái lời nói của người khác, thì mình hiểu liền. Đầu tiên Việt Thảo không hiểu, chỉ là mình chỉ nói là thật sự mình không biết tại sao người ta ghét mình. Nghe không? Chỉ cảm ơn người ta đã vào. Thật sự khi người ta đã vào xem chuyện Minh Lề là mình cảm ơn, là ít ra trong lòng của họ còn có mình. Chứ người ta ghét là người ta không coi. Mà khi coi mà còn comment, tức là trong lòng của mình còn có họ cho dù họ ghét. Thì mình chỉ nói như vậy. Và sau đó thì người khác vô chửi cái người đó, chụp mũ lên, mày là cộng sản. Thì em kiếm nói không, tao không phải cộng sản. Rồi đứa này chửi qua đứa kia, chửi lại đại khái vậy. Nhưng mà ở trong một cái comment của em đó, khi đưa lên nhìn cái mình biết liền. Đọc kỹ đi, các bạn vào đọc sẽ thấy em đưa một vấn đề ra và em nói là em không tin rằng Việt Thảo là cái người có cái tâm mà trải rộng cho mọi người. Bởi vì theo em thì chỉ dành cho người thân trong nhà thôi, chứ không bao giờ, tức là em dùng em và bắt Việt Thảo phải theo đúng theo cái khuôn khổ suy nghĩ của em. Yeah. Cho nên mình làm khác em là em thấy sai rồi, là giả tạo. Chỉ có vậy thôi. Mình hiểu tại sao em nói mình giả tạo. Và chính vì thấy rằng mình không làm đúng theo em thì em ghét mình, đó bình thường. Và đối với Việt Thảo, cái chuyện đó bình thường lắm. Ở trên Facebook cũng vậy, trên YouTube cũng vậy, trên Twitter cũng vậy. Nhất là cái người được mọi người biết đến giống như Việt Thảo đi, thì cái chuyện có người thương người ghét là bình thường. Đó giống như vừa rồi có một bạn vô ở bên ở đâu đó, tên gì Đỗ Thắng cái gì đã quên rồi. Có sau này có trên Facebook nói chuyện với Việt Thảo nhé, gửi qua lại trong cái message. Vô nói cái câu, cái ý giống như là đại khái là nếu mà cái chuyện gì ở bên Việt Nam mà giết người đó ta, mà phải người đó sau đây giết Việt Thảo, thí dụ vậy. Tức là cái lời nói nó không có tốt. Nghe mới ngạc nhiên quá. Mình nói ủa sao kỳ vậy? Thì Việt Thảo đã gửi luôn cả cái thông tin, nhắn tin thẳng trong cái message của người đó trong Facebook luôn. Hỏi là thực sự mình đâu có làm cái gì đụng chạm đến bạn đâu, mà sao mà ghét mình dữ vậy? Và cái thứ hai, nhìn thấy trong đó hình cái người đó có vợ rất đẹp, có con cũng rất đẹp, không hiểu tại sao cái lời nói ác độc dữ vậy. Thì sao cùng vợ lẽ ra người đó gọi lời nói, anh Việt Thảo ơi xin lỗi, là tại vì có một cái thằng bạn nó vô rồi cái nó post bậy bạ. Mình cứ tưởng người đó, thấy chưa? Cho nên gây cái sự hiểu lầm.
Nhưng mà nếu ngay từ đầu khi mà mình phản ứng liền, thấy người ta nói điều không tốt cho mình phản ứng liền, thì có phải mất đi một người bạn không? Mất đi người fan. Nó có cái nguyên nhân. Cho nên tất cả các bạn nha, ngay cả có người hiện giờ trong YouTube như vậy đó, bất cứ cái post nào Thảo đưa lên là vô chửi liền à. Chửi mà chửi chửi tục hay là chửi dơ cái kiểu vậy, không cần biết đúng sai, cứ chửi. Nhưng mà Việt Thảo chỉ delete bỏ, là tại vì nó không được đẹp nha, bây giờ delete thôi. Chứ đúng ra đó, mình có cái chức năng block cái người đó không vô được của mình luôn. Nhưng mà nếu mình block người đó rồi, người ta không vô được thì làm sao người ta thấy được cái điều tốt của mình? Phải không? Họ là cái người đang ở cái thế đối chọi với mình. Họ không cần biết mình tốt xấu, họ vô họ chửi. Mà nếu mình block họ lại thì họ không bao giờ biết được cái điều tốt của mình. Hãy để cho họ vào. Mặc dù họ có chửi nhưng mà ít ra họ biết mình đang làm cái gì. Khi họ đã vào chửi mình, tức là mình còn ở trong lòng của họ. Còn hơn mình không có trong lòng của họ, đúng không nè? Cho dù cái người ghét mình mà họ còn tiếp xúc mình, tức là mình vẫn còn trong lòng của họ. Có một em tên là cái gì đó, thôi đại khái Liễu cái gì đó, đầu tiên vô nói những lời mà tôi cho rằng thật sự là rất khổng luôn. Nói bây giờ nói mà đúng cái từ ngữ là kêu bằng bất dạy luôn đó. Không có văn hóa, không có giáo dục, vô nói bậy bạ. Nhưng mà tôi vẫn kiên nhẫn, tôi vẫn kiên nhẫn. Cái câu nào mà nói bậy quá thì tôi delete bỏ, cái câu nào mà nói nó tương đối vừa phải tôi trả lời. À, trả lời với em, trả lời với em, từng bước, à bây giờ kêu tôi bằng bố, xưng con và than thở với tôi, bố ơi, con khổ quá, con muốn chết. Nghe tới đó là mình thấy là tốt quá rồi. Khi em đã tâm tình với mình, em khổ quá, em muốn chết là điều tốt. Là tại vì trước đây mình không biết em khổ và em muốn chết, cho nên những cái lời nói của em nó cay nghiệt lắm, cay đắng lắm. Và đối với em không có cái gì tốt đẹp trên đời, cho nên cái ăn của mình, cái uống của mình, cái nói chuyện, cái tâm tình em đều phản ứng ngược lại cả. Nhưng mà khi mình đã tiếp xúc với em thì lập tức em đã trở lại và em đã tâm tình với mình. Em cho biết là em khổ, em muốn chết, tôi lập tức tôi nói con đừng chết. Con không, đừng có nghĩ nó khổ là nó không khổ. Và bây giờ em vẫn tiếp tục tâm tình với mình với cái thái độ tốt hơn, như một người cha và người con. Thương không các bạn? Các bạn thấy không? Cho nên đừng bao giờ thấy một cái người ghét mình là mình đối chọi lại liền. Thấy một cái người phản ứng ngược lại mình là mình chống đối liền. Đừng. Họ phản ứng ngược mình, chống đối mình hay là không có hài lòng với những cái gì của mình là tại vì mình làm không đúng hay chưa đúng theo ý của họ. Nha. Có nhiều người lắm. Cho nên từ thù nhé, từ thù biến thành có thể bạn được, từ ghét bỏ có thể thành người thân được, là do cái thái độ cư xử của mình. Cho nên các bạn ở trên Facebook, YouTube cũng vậy, nếu có ai vô mà có thái độ không đúng như mình, nên dùng cái tấm lòng của mình đối lại với họ thì nó sẽ tốt hơn. Đừng đối chọi liền. Cho nên tôi rất ngạc nhiên, mà sau đó cũng hết ngạc nhiên rồi, nhiều khi một cái comment của ai đó nói bậy, lập tức người khác vô chửi, người khác vô chửi, cứ chửi nhau tui bụi trên đó. Đúng là tôi có khả năng delete bỏ hết, nhưng mà thôi, để cho anh em chửi nhau đi. Chửi riết rồi tự nhiên người ta thấy nó không ra cái gì hết trơn ấy. Tôi để cho chửi mà. Và tại sao mình phải hơn thua nhiều đến như vậy? Có phải không nè? Ok. Cho nên tự do tâm tình đó thì hiểu rồi nha. Thực sự mà nói qua một cái câu hỏi thì Việt Thảo sẵn cái tấm lòng của mình tâm tình với các bạn. Chứ nếu mà trả lời thẳng thì nó khó hiểu. Tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh mà. Người bên Âu Châu, người bên Úc Châu, người Canada, người ở Mỹ, người ở Việt Nam, người Á Châu hay Phi Châu. Khi một sự việc, cái cách nhìn hoàn toàn khác nhau, không có giống. Cho nên trả lời để trả lời chung nhất trong cái tâm tình của Việt Thảo nhé. Xin cảm ơn. Ây da, cũng như nói có người vô nói, chú nói nhiều quá mất hay. Rồi bây giờ có khi trả lời ngắn quá, sao chú nói ngắn quá con không hiểu. Không sao vừa lòng được hết. Vui. Ok. Rồi cái... À, chào chú Việt Thảo của Kha Kha. Con sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất hay xem chuyện bên lề của chú. Nhưng chương trình này con không thấy đề cập về vấn đề chính trị. Chương trình nên giữ nội dung như vậy trong ngoặc. Đó là cái lời khuyên của Kha Kha đối với Việt Thảo. Chương trình nên giữ nội dung như vậy, tức là không có liên quan gì tới chính trị. Con có một câu hỏi muốn hỏi, nếu được chú trả lời giúp con nha.
con muốn hỏi quan điểm chính trị của chú là chủ nghĩa gì? Và quan điểm có đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam không? Quan điểm chính trị của người Việt ở Mỹ hiện nay thế nào? Có chấp nhận Đảng Cộng sản Việt Nam không? Ở dưới có cái nốt. Con chỉ muốn tìm hiểu quan điểm của người Việt Nam mình ở hải ngoại hiện nay thế nào, chứ không vì bất kỳ mục đích nào khác. Cảm ơn chú đã đọc mail. Chúc chú sức khỏe. Thân chào chú. Ở trên thì con kêu chú, chương trình nên giữ nội dung như vậy. Nội dung đó là chương trình của chú không có đề cập đến vấn đề chính trị. Câu hỏi của con muốn biết quan điểm chính trị của chú là gì? Chủ nghĩa gì? Có đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Rồi quan điểm chính trị, con ơi, con đang xúi chú vào cái chỗ chết. Mà cái này là Việt Thảo đã post lên Facebook rồi. Nếu mà cái câu hỏi này Việt Thảo trả lời thì Việt Thảo không còn đất để chôn thân. Tại sao? Nhớ kỹ nha, có những chuyện trong đời sống không nên đụng tới. Đó là chuyện liên quan tới chính trị, liên quan đến tôn giáo, liên quan đến cái khuyết tật của con người. Còn cái gì nữa nè, đại khái một vài điều đó không nên đụng chạm tới. Đụng chạm tới nha, anh em trong nhà cũng có thể đánh lộn được nữa. Cái này con tự tưởng tượng đi. Nếu chú nói quan điểm chính trị của chú là chủ nghĩa gì là lập tức chú chết liền. Không có ngày mai để sống đâu. Bộ con tưởng trong cái xã hội ngày nay được tự do tư tưởng không có. Cho đến giờ phút này vẫn chưa được sự tự do tư tưởng cho tất cả mọi người. Và không có sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Cái gì? Phải nói gì? Ở kẻ mạnh. Cái lý. Cái lý luôn luôn lúc nào cũng ở kẻ mạnh. Người nào mạnh là cái lý lẽ người đó. Mình chống đối không được con. Yeah. Cho nên thứ nhất, theo lời khuyên của con, chương trình nên giữ nội dung như vậy, có nghĩa là không đề cập đến vấn đề chính trị. Cho nên chú không thể nói chủ nghĩa của chú là gì, có đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam hay không, rồi quan điểm chính trị của người Việt ở Mỹ. Nói chung mỗi người có quan điểm lập trường chính trị khác nhau, mình không nói được. Nha. Yeah. Không nói còn chết, đừng nói gì nói. Ok, cảm ơn con. Ok, chuyện bên lề lần thứ 440 xin được chọn một cái email của anh Tôn Thất Hiệp gửi cho Việt Thảo để chia sẻ những câu đáng nói, đáng suy gẫm của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và hy vọng rằng qua những cái câu suy gẫm của Đức Đạt Lai Lạt Ma thì các bạn có thể áp dụng vào trong đời sống của mình và tự mình sẽ trả lời được những thắc mắc của mình. Nếu chúng ta hiểu thấu đáo được những cái câu nói đáng suy gẫm của Đức Đạt Lai Lạt Ma thì mình sẽ tự trả lời được cho mình những cái thắc mắc trong đời sống này. Và từ đó có thể tìm được những hướng đi tốt đẹp hơn mà không cần ai chỉ dẫn cả. Chỉ một số câu thôi. Mời các bạn. Đây là những câu nói đáng gẫm của Đạt Lai Lạt Ma. Nếu một vấn đề có thể giải quyết được, chẳng có gì mà phải lo lắng. Nếu một vấn đề không thể giải quyết được, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Vậy thì tại sao phải lo lắng? Im lặng đôi khi là câu trả lời tốt nhất. Trở lại cái câu hỏi hồi nãy của Kha Kha là còn trả lời. Nhưng mà cái câu trả lời đó để cho hiểu tại sao chú không trả lời có nghĩa là im lặng. Đúng là nhận được cái câu hỏi đó là im lặng, không nói. Nhưng mà không nói thì người kia sẽ thắc mắc sao không trả lời. Cho nên cái trả lời của Việt Thảo cho thấy rằng chú chọn con đường im lặng. Đó là cái câu trả lời tốt nhất. Mục đích chính trong đời của chúng ta là giúp đỡ kẻ khác. Và nếu bạn không thể giúp họ, ít nhất đừng hại họ. Cái câu này áp dụng cho các bạn ở trong Internet rất nhiều nhé. Có những người im lặng, không nói gì hết nha, thì coi như là không hại người ta. Còn bây giờ vô mà post bậy bạ, có đứa đi hại người ta nữa, mà hại với chính mình. Chủ yêu nhau ổn tội hết. Nói cho vui, hạnh phúc không phải là điều tự nhiên mà có. Nó đến từ những hành động của chính bạn. Suy nghĩ nhé, hay lắm. Đây là tôn giáo đơn giản của tôi. Tôi đây tức là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Không cần đền chùa, không cần triết lý phức tạp. Tâm trí bạn
chính là đền chùa, và lòng tốt chính là triết lý. Hãy nhìn những đứa trẻ, khi chúng giận ai, chúng biểu lộ ra, xong rồi thôi, chúng vẫn có thể chơi với người đó vào ngày mai. Càng được thúc đẩy bởi tình yêu, hành động của bạn càng tự do và không sợ hãi. Chúng ta có thể sống mà không có tôn giáo hay thiền định, nhưng chúng ta không thể sống mà không có tình người. Bạn cũ đi, bạn mới đến. Cũng như ngày cũ đi, ngày mới đến. Điều quan trọng là phải làm sao cho nó có ý nghĩa. Một người bạn ý nghĩa hay hơn một ngày mới ý nghĩa. Chúng ta không bao giờ có thể có được hòa bình trên thế giới cho tới khi chúng ta có được hòa bình trong thâm tâm. Mục đích của tất cả những truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới không phải là để xây dựng những ngôi đền to lớn bên ngoài, mà là để xây dựng những ngôi đền thiện lành và từ bi bên trong, trong trái tim chúng ta. Việc Thảo thêm câu nha. Và nếu chúng ta đã xây dựng được những ngôi đền thiện lành và từ bi bên trong trái tim chúng ta, thì chúng ta sẽ xây được những ngôi đền truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới. Ok. Và một cái câu cuối cùng của Đức Đạt Lai Lạt Ma: tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là lòng tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Chuyện Bên Lề lần thứ 440 với tâm tình Việt Thảo đối với tất cả các bạn. Và mong rằng những tâm tình đó sẽ đem đến cho đời sống chúng ta những niềm vui và thoải mái. Hãy suy nghĩ kỹ những câu của Đức Đạt Lai Lạt Ma để chúng ta thấy đời sống này nó tốt đẹp vô cùng. Tốt đẹp hay không, không phải vì đời sống nó tốt đẹp, vì cái xã hội bên ngoài tốt đẹp, mà chính chúng ta tốt đẹp, mỗi con người tốt đẹp sẽ đem lại cái tốt đẹp cho mọi người chung quanh. Thank you and I love you. Một cái chuyện mà Việt Thảo muốn gửi đến các bạn, cái thông điệp ngày hôm nay lại liên quan tới credit card. Có nhiều công ty khắp nơi nha, tiểu bang nào, chỗ nào trên nước Mỹ này cũng đều có những cái công ty giải quyết nợ credit card. Không có công ty nào tốt mà cũng không có công ty nào xấu nữa. Nói chuyện quề vốn vậy. Nhưng mà thật sự có nha. Tốt xấu không phải là vấn đề nó tốt hay nó xấu, mà vấn đề là công ty đó giải quyết thỏa đáng hay không, giải quyết tận nơi tận chỗ không, giải quyết hết mọi chuyện cho mình hay không. Có nhiều nơi nha, đóng tiền giải quyết không xong công việc, tiền mất tật mang. Có nhiều nơi bắt phải đóng tiền, giải quyết chưa giải quyết trốn mất tiêu, đóng cửa mất tiền luôn cũng có. FTC tức là Federal Trade Commission, đó một cái đạo luật gọi là Credit Card Accountability of 2009, là một cái đạo luật liên bang được thông qua bởi Quốc hội vào năm 2009 để bảo vệ quyền lợi của những người đang thiếu nợ credit card. Hãy gọi cho USA Credit ở điện thoại mang số 866-915-1877 hoặc vào trang nhà hết nợ USA.com. Massage hồi tự nhiên nghĩ ra, bây giờ nếu ra ngoài massage 1 giờ đồng hồ cũng phải tốn 60 đồng. Mà như vậy đó, 50 lần như vậy là tốn hết 3.000. Thay vì ra ngoài massage 50 lần nha, lấy 3.000 mới mua cái ghế này để nhà. Massage trong vòng 2 tháng, mỗi ngày 1 giờ đồng hồ cũng lời chán, lấy vốn là được. Chẳng những một mình nha, cả gia đình, vợ chồng, con cái được chia ra được hết. Ê, có lý à. Việt Thảo, một chương trình đặc sắc, hấp dẫn, bất ngờ và đầy thú vị, lần đầu tiên được giới thiệu đến quý vị khán giả của đài truyền hình S-Channel 56.6. Với sự dẫn dắt tài ba của MC Việt Thảo, sẽ là nhịp cầu nối cho quý vị khán giả cùng trò chuyện với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng mà quý vị yêu thích, với nhiều tiết mục vô cùng mới lạ mà chính quý vị sẽ được trải nghiệm. Hãy tham gia đặt câu hỏi với những ca nghệ sĩ và quý vị sẽ có cơ hội thắng giải với nhiều phần quà hấp dẫn từ chương trình.
Tonight Liên Việt Thảo sẽ được phát sóng mỗi thứ ba hàng tuần vào lúc 9 giờ tối giờ Cali, bắt đầu từ ngày 9 tháng 2 năm 2016 trên đài truyền hình S Channel 56.6. Mọi thông tin chi tiết và góp ý xin email về tonightwithvietthao@schannel.com. Rất mong sự quan tâm và ủng hộ của quý vị khán giả. Chương trình Tonight with Việt Thảo xin trân trọng kính mời.